Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Duri Bán Về Lộc. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông để nhận được những video mới nhất. Thông tin tiểu sử cầu thủ Phạm Thành Lương. Phạm Thành Lương sinh vào ngày 10 tháng 9 năm 1988 tại thôn Quỳ Lưu Hạ, xã Phù Lưu, Ứng Hòa, Hà Tây, nay thuộc Hà Nội, là một cầu thủ bóng đá Việt Nam. Anh là cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội, từng là thành viên của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và cũng từng là đội trưởng của đội tuyển U23 quốc gia Việt Nam. Thông tin cá nhân, tên đầy đủ Phạm Thành Lương, ngày sinh 10 tháng 9 năm 1988, nơi sinh xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây, nay thuộc Hà Nội. Chiều cao 1m62, vị trí tiền vệ. Thông tin về câu lạc bộ. Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội FC, số áo 11. Câu lạc bộ trẻ. Năm 2003 thi đấu cho câu lạc bộ Hà Tây. Năm 2004 đến năm 2005 thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội. Câu lạc bộ chuyên nghiệp. Năm 2006 đến năm 2012 thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội. Năm 2012 thi đấu cho Hà Nội FC. Về đội tuyển quốc gia, năm 2005 thi đấu cho đội tuyển U19 Việt Nam. Năm 2009 đến năm 2011 thi đấu cho đội tuyển U23 Việt Nam. Năm 2008 đến năm 2016 thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Về sự nghiệp, Phạm Thành Lương từng tham gia luyện tập trong đội bóng đá của Hà Tây. Năm 15 tuổi, Phạm Thành Lương gia nhập đội trẻ của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ACB. Năm 2005, Lương cùng Hà Nội ACB tham dự giải vô địch bóng đá U21 Việt Nam tại Bình Định và đoạt hạng nhì cùng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Sau giải U21 đó, Phạm Thành Lương được chuyển lên đội 1 của Hà Nội ACB và tham dự giải vô địch bóng đá Việt Nam năm 2008. Mặc dù câu lạc bộ Hà Nội ACB thi đấu không thành công tại giải vô địch bóng đá Việt Nam và phải xuống hạng, Lương và câu lạc bộ lại đoạt cúp quốc gia. Riêng Lương được huấn luyện viên Henrique Carrito gọi vào đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2008. Tại giải đấu này, Lương thi đấu khá thành công và ghi được 2 bàn thắng vào lưới của Malaysia và Lào, góp phần cùng đội tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch. Anh là đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 26. Trong trận bán kết với Indonesia, anh bị thương ở đầu trong một pha tranh chấp bóng, được đưa nhập viện khẩn cấp sau khi trận đấu kết thúc và phải khâu 8 mũi. Sau kỳ AFF Cup 2016 đáng thất vọng của đội tuyển Việt Nam, thất bại trước Indonesia với tổng tỷ số là 3-4, Phạm Thành Lương chính thức chia tay đội tuyển Việt Nam sau 8 năm gắn bó. Tổng cộng, anh đã thi đấu 78 trận và ghi được 7 bàn thắng. Phạm Thành Lương, từ cậu bé bốc vác đến quả bóng vàng Việt Nam. Trước khi trở thành ngôi sao bóng đá, Phạm Thành Lương từng có tuổi thơ khó nhọc nên anh rất hiểu giá trị hạnh phúc mà cuộc sống và nghề nghiệp đã mang lại cho mình. Đích thân Bầu Hiền từng chia sẻ về câu chuyện thú vị mà không phải ai cũng biết về Thành Lương. Trước khi về dưới trướng của Bầu Kiên và nổi lên trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội ACB, ông Bầu đầu tiên trả lương cho Lương Dị vì tài năng bóng đá lại chính là Bầu Hiền. Hơn 10 năm trước, ông Bầu họ Đỗ mới chỉ là một chủ nhà máy lắp ráp linh kiện xe gắn máy. Với niềm đam mê bóng đá, ông thường tổ chức những giải đấu phong trào để công nhân trong cơ quan có cơ hội giao lưu với nhau. Trong một dịp như vậy, Bầu Hiền ấn tượng sâu đậm với một cầu thủ thân hình nhỏ bé nhưng sở hữu cái chân trái rất khéo và chơi tấn công rất hay. Những màn thể hiện của cậu nhóc Thành Lương trên sân Phủi khi đó khiến Bầu Hiền không tiếc tiền thưởng cho anh sau thành tích ghi bàn liên tục ở sân chơi phong trào. Nhưng do ông chủ của Hà Nội TNT sau này chưa có ý định thành lập đội bóng nên tình cảm dành cho cậu thiếu niên theo anh trai làm công nhân bốc vác ở một phân xưởng trong nhà máy của Bầu Hiền chỉ thoáng qua rồi chìm trong chốc lát. Bẵng đi vài năm, một bận Bầu Hiền bật TV theo dõi trận đấu bóng đá. Ông ngỡ ngàng khi cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên sân lại chính là cậu bé gầy gò dạo nào tung hoành ở giải Phủi do mình tổ chức. Những ấn tượng và tình cảm ngày xưa bỗng chốc hiện về khiến ông Bầu họ Đỗ hết mực khâm phục ý chí và tài năng của Thành Lương. Một người đi lên từ gian khó như Bầu Hiền cũng không tin rằng còn có trường hợp khác mạnh mẽ đến vậy. Thế nên khi dấn thân vào bóng đá sau này, Thành Lương là một trong số ít cầu thủ Bầu Hiền khát khao sở hữu được. Trong rất nhiều câu chuyện mà người ta biết về tiền vệ người Hà Tây cũ, hoàn cảnh gia đình và cuộc sống vất vả của anh thời niên thiếu thường được nhắc đến như lý do khiến Thành Lương có thêm động lực trong cuộc sống và nghề nghiệp.
Song đấy cũng không hoàn toàn là lý do giúp tài năng của Lương Dị được trân trọng. Vì nếu lấy hoàn cảnh làm thước đo, cầu thủ sinh năm 1988 không chắc đã cực khổ hơn nhiều đồng nghiệp khác ở chặng khởi đầu. Điều khiến Thành Lường được yêu quý cũng không hoàn toàn nằm ở những màn thể hiện trên sân cỏ. Chưa ai tiếp xúc với Lường để rồi sau đó phàn nàn về cách ứng xử của anh. Ấn tượng về Thành Lường hơn 10 năm trước cho đến giờ vẫn vậy. Đó là sự dễ thương đến từ phong cách giản dị khó tin của ngôi sao sân cỏ hàng đầu Việt Nam. Các cổ động viên yêu mến Thành Lường vì đã ra sân là không nghĩ đến mình, nỗ lực từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng. Tiền vệ sinh năm 1988 còn là mẫu cầu thủ nhiều huấn luyện viên yêu thích. Đó là lý do giải thích cho việc Thành Lường có chỗ đứng tại bất cứ đội bóng nào anh khoác áo. Và một trận đấu đối với Lương Dị không chỉ gói gọn trong phạm vi bóng đá. Hình ảnh tiền vệ đội tuyển Việt Nam mang băng rôn lên khán đài, hỗ trợ cấp cứu các khán giả đồng hương bị hành hung trên sân của San Alam ở trận bán kết lượt đi AF Cup 2014 đã và sẽ luôn được nhắc đến như một cách tri ân người hâm mộ mà không phải cầu thủ nào cũng sẵn sàng chia sẻ. Giống như mọi cuộc bình chọn khác, lá phiếu bình chọn cho Thành Lường đương nhiên cũng bị đặt trong so sánh với nỗ lực và công hiến của các đồng nghiệp khác. Năm 2014 cũng không phải một mùa giải thành công đối với tiền vệ sinh năm 1988 xét theo phương diện thành tích cá nhân. Câu lạc bộ Hà Nội TNT của Lương Dị chỉ cán đích ở vị trí Á quân V-League. Trên hành trình vào bán kết AFF Cup 2014 của đội tuyển Việt Nam, đóng góp của Thành Lường cũng khiêm tốn hơn so với rất nhiều các đồng đội khác. Nhưng một khi bỏ phiếu cho Thành Lường, đấy là cách người ta tôn vinh những giá trị mà cầu thủ tài đức vẹn toàn như anh mang đến cho đời sống bóng đá nước nhà. Sự bất quá tam những ba danh hiệu quả bóng vàng của Thành Lường 2009, 2011 và 2014 đều là những sự ghi nhận rất xứng đáng dành cho anh.